cái cảm giác của em. Hồi nãy là thầy chỉ quay cái toàn thôi, nhưng thầy chưa vô cái chung đó, hoặc là ở đây mình sẽ không quay cái chung cùng với cái cảnh. Nếu mà quay cái cảnh đó thì để sao để thầy biết được biểu cảm của tụi em bây giờ. Không như thế mà chúng ta phải diễn trong cái toàn chúng ta phải thấy biểu cảm được. Tao lo hãy thể hiện cái sự lo chứ. Tao lo sống khó này, như vậy có phải lo không? Tao lo sống khó này, anh bắt cử chỉ mình không có tí nào lo chứ. Đó thì đừng bao giờ nhìn nhỏ này thấy không? Không, nó nói nè. Nó nhìn nó nào, nhìn nó nào. Đâu phải là nó nói sao có thể trả lời đi. Mà là nó xong hỏi nè. Nghe hiểu không? Nó dùng đây nè, đứng lên. Hai, ba. Cái gì? Ông cậu đã đứng lại dựng lên mày hả? Tao đang có số phó ở đây. Bây giờ phải làm sao? Hồi đó tao nghe lời mày, nó dối dạng một người mà tao còn là con gái. Nếu mà bây giờ mình biết tao đã có phần có con rồi thì... Ai phải giấu hơn chứ sao? Lỡ không lao rồi phải cho lao thôi. Thì hồi đó tao nói thiệt với anh Cường, thì tao đã có chồng có con rồi. Thì còn lâu cũng nhờ khó với mày. Còn đi, mày nghĩ sao vậy? Ông giàu có như vậy mà ông chịu quen đứa bỏ chồng bỏ con ở dưới quê như mày. Hồi đó không có tao á, chị dẫn đường còn lâu mình mới cưa đổ được ông. Thì bây giờ phải làm sao? Thời gian thì tao cứ quyết không bao giờ cái tình thương này khó đâu. Thời gian tao lại làm vợ của anh Cường. Đó là làm tính tầm của mày. Để đó. Rồi cắt. Khi tâm lý của mình diễn là gì? Tâm lý của mình diễn là khi một người bạn diễn nói á, quý vị ở đây mình phải nói nghe chứ. Ánh mắt tự kỷ, hiểu không? Đó, mà anh làm rất là tốt từ đó rồi. Nhưng mà thầy muốn em làm tốt hơn nữa nha. Bây giờ là mặt hơi đỏ, mặt đỏ, bỏ hết mặt đỏ đi nha. Mới có tí là làm mặt đã đỏ, không có gì đỏ hết nha. Thì cái còn lại là sao? Còn lại là mình diễn. Ví dụ bạn diễn mà nói là đây nó là bản chất của mình, nếu mình cũng phải lo lắng đâu. Còn cái sự gì, cái sự trước đó là gì, đừng đi quá để cái sự quyết tâm phải làm vợ từ từng trong con hội nó đã điều hơn tất cả những cái ý trong đó thì mình diễn theo con hội với bạn đúng không? Thành nhân ở đây thầy không chỉnh em chỉ đi, thầy đang bắt một mình về thôi, hiểu không? Em phải mồi mọi cho bạn còn tốt để bạn diễn tốt, rồi sau đó bạn mồi mọi còn tốt để cho em diễn tốt, hiểu không? Em cũng thầy cũng nhìn xung quanh nè đó nha, ví dụ tôi nhìn xung quanh nè, rồi một cái ngó thấy nè, rồi tuổi bỏ đi nước xuống nè, rồi cứ quay qua thì không được này. Sao em cứ quay mặt bên đây hoài, làm gì á? Làm gì bây giờ? Thầy hỏi em làm gì? Em đang làm gì đó? Em đang làm gì mà tự nhiên ngồi giống như trường hình vậy? Bắt tay đứng lên ra cầm cái chung gì kiểu như con gái đâu, con gái uống. Em cứ ngồi về hoài, em ngồi về em làm gì thì em đây tôi cũng uống phải không? Đó con gái uống nước đi, con gái ngoan nha. Đó ngồi nhìn rồi chừng nào nó kêu đó thì em mới là bình thường, em ngồi em chờ sẵn nè. Là kêu đi con gái. Đó, nhìn tiếp là con bỏ xuống tiền nha, chắc bình thường. Là con quay qua, đó, chắc bình thường, mình nhìn cà phê mà. Thấy không? Rồi, con gái kêu, con gái nói nè, ba ơi chứ. Kêu đi con, kêu đi. Ủa, cái gì đây con gái? Thấy không? À, thì con gái gọi nói đi con, nói tiếp đi. Tâm lý là như vậy, sau khi ba nói là mẹ bạn làm lẹt con đánh mắt con không đánh mắt này đánh mắt con chớp một cái chớp mẹ bạn làm rồi chớp rất buồn. Cái ba nói với con là được rồi, để ba gọi điện thoại cho mẹ về thăm con nha. Đánh mắt của con sao được gặp mẹ đi sáng lên đó gì á thì các ba con cảm ơn ba nha. Đó thì cái đó mình cũng có thể thay đổi tâm lý nhau chứ còn con cứ nói từ đầu buồn tới buồn khán giả coi nói buồn buồn bé này sao không có diễn biến tâm lý. Tâm lý là từ cho con người, mình phải có từ diễn biến tâm lý, phải không? À, buồn, vui, phải không? Giận dữ, phải không? Bây giờ, trong đây có gì? Trong đây có buồn. Trong đây có gì? Có vui. Vui là cuối cùng là mẹ, mình sẽ được gặp mẹ, hiểu không? Rồi, làm lại cái đó cho thầy nha. Ok. Máy. Máy chạy. Rồi, 2, 3.
Vậy